Ngày nay, trong xu thế hội nhập quốc tế và phát triển đất nước, trường sĩ quan chính trị đã và đang vươn lên mạnh mẽ, xây dựng nhà trường thông minh. Với phương châm, thư viện là nơi đầu tiên bạn đọc tìm đến khi có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu về tài liệu sách báo, một trong những yêu cầu cốt lõi để phục vụ cho nhiệm vụ đó. Thời gian qua, nhà trường đã tập trung phát triển văn hóa đọc gắn với xây dựng văn hóa công vụ cho mọi cán bộ học viên. Từ khi thư viện số tại trường sĩ quan chính trị ra đời, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại hiệu quả trong quá trình phục vụ bạn đọc. Ngoài những tiết học chính khóa, phòng đọc của thư viện nhà trường luôn là nơi tập trung đông đảo học viên đến tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu, đọc sách, học tập. Với những học viên lần đầu tiên lên thư viện sẽ không tránh khỏi những khó khăn khi tra cứu tài liệu. Vì vậy, nhà trường đã chú trọng xây dựng phương pháp tác phong làm việc khoa học cho đội ngũ nhân viên làm công tác phục vụ bạn đọc tại thư viện. Khi mà những ngày đầu tôi mới lên thư viện nhà trường thì tôi sẽ cảm thấy rất là bỡ ngỡ. Các đồng chí cán bộ, nhân viên, thư viện, nhà trường đã giúp tôi tìm được những cuốn sách hay và giúp tôi trang bị thêm kiến thức cho bản thân. Vì hiện tại là thư viện là có khá là nhiều phòng tra cứu, phòng đọc thì mỗi phòng sẽ có một chức năng riêng nên là nhiệm vụ của chúng tôi là phải hướng dẫn các bạn là phòng này là làm chức năng gì và phòng kia làm chức năng gì để các bạn có thể dễ dàng hơn trong việc tra cứu, tìm kiếm tài liệu. Là một trong những đơn vị chủ chốt có nhiệm vụ khuyến khích phong trào văn hóa đọc trong nhà trường, Ban Thông tin Khoa học Quân sự luôn đặc biệt quan tâm đến các hoạt động tuyên truyền phát động việc tự học và văn hóa đọc. Ngoài quan tâm đầu tư hạ tầng cơ sở hiện đại để phục vụ hiệu quả cho việc học tập, nghiên cứu của học viên, những câu danh ngôn nổi tiếng như thế này được treo khắp tại các phòng đọc, phòng trưng bày sách, phòng tra cứu thông tin của thư viện, giúp khích lệ việc tự học và đọc sách của học viên nhà trường. Tuyên truyền giáo dục nâng cao cái nhận thức trách nhiệm trong cái thực hiện văn hóa công sở gắn với văn hóa đọc. Thời gian qua thì chúng tôi cũng thực hiện cái mô hình ứng xử ba mẫu mực với bạn đọc, trong đó thì nhấn mạnh vào cái ứng xử về mẫu mực về sự khiêm tốn, mẫu mực về sự chân tình và mẫu mực trong văn hóa tinh tế, góp phần thu hút ấy bạn đọc đến với thư viện. Nhận biết rõ vai trò quan trọng của văn hóa đọc, trường sĩ quan chính trị đã có những chủ trương, định hướng và mục tiêu nhằm phát triển văn hóa đọc. Xây dựng văn hóa đọc và xây dựng văn hóa công vụ cần phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng. Thông qua việc xây dựng tiêu chí cụ thể đối với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, khoa, đơn vị. Xây dựng văn hóa công vụ gắn với phát triển văn hóa đọc đã nâng cao tinh thần, thái độ trong làm việc, rèn luyện chuẩn mực giao tiếp, ứng xử và chuẩn mực đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa bạn đọc và thư viện và phát triển văn hóa đọc ở nhà trường sĩ quan chính trị.